Chào anh chị nhé. Vừa rồi thì tôi có làm một cái video cái miếng 16,8 hecta là cái miếng này này. Đó, cái miếng này. Bây giờ tôi làm tiếp cái miếng này là 20 hecta. Từ sáng đến giờ là tôi làm là khoảng chừng là mấy chục hecta rồi đó. Miếng đầu tiên là 4 hecta 7 này, điều này. Nó miếng 4 hecta 7 này đều là liền ranh giới với cái miếng 6 hecta 1 này. 6 hecta 1 là liền ranh giới với cái miếng này luôn. Nghĩa là anh chị nào mua khoảng 100 hecta là ở đây có 100 hecta rồi đó. Rất là nhiều hộ dân người ta đã liên hệ với công ty mình để bán nha anh chị nha. Nếu mà anh chị nào hoặc doanh nghiệp nào muốn mua khoảng diện tích khoảng rộng lớn khoảng chừng 100 hecta ở khu vực này là có luôn anh chị nha. Đấy, nhưng tuy nhiên anh chị muốn mua lẻ thì có đấy. Từ sáng giờ tôi làm rất là nhiều video lẻ nhé. Đấy, tuy nhiên thì có mỗi chủ nó có một cái diện tích khác nhau, nhờ mình đến để mình làm và để giới thiệu đến cho anh chị nha. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta trước mặt của chúng ta đây là cái miếng 20 hecta. 20 hecta này thì chúng ta có cao su già. Đó, cao su già là đây. Đây là cao su già. Cao su non. Đó, điều luôn. Thì bây giờ tôi đang quay phần cao su già anh chị nhá. Đó, tôi đang quay ở phần cao su già nhá. Thì để tôi hỏi anh Hùng, là người dân địa phương ở khu vực này, là cũng là người đại diện cho bên chủ đất, những cái chủ đất ở đây, thì tôi hỏi xem là cái bao nhiêu điều, bao nhiêu cao su già, bao nhiêu cao su non và mặt đường là bao nhiêu. Anh Hùng, cao su già này là bao nhiêu anh? Cao su già này được anh Hùng chia sẻ là 4 hecta nhé. Và cao su non anh? Cao su non nó khoảng 5-6 hecta. Cao su non thì tôi cho khoảng 6 hecta đi. Còn điều? Điều nó khoảng chừng cũng 5 hecta. Rồi, anh lấy sổ nhé. Lấy sổ của miếng 20 hecta này nhé. Rồi, còn mặt đường của chúng ta thì khoảng được cây số không? Hay là không tới? Không tới, nó khoảng chừng 5-600. Rồi, theo chia sẻ của anh Hùng, bên đại diện cái miếng đất 20 hecta này thì là mặt đường của chúng ta khoảng 500 mét đi. Thiếu dư thế nào thì anh chị lên hoặc xem sổ nha anh chị nhé. Thì người ta cũng chỉ đo bằng con mắt của người ta thôi chứ không phải bằng thước. Người ta đoán là khoảng 400-500 mét. Rồi, cao su già, cao su non và điều thì anh Hùng anh vừa chia sẻ diện tích rồi anh chị ha. Rồi bây giờ mời anh chị ra đường, bây giờ tôi sẽ quay trên mặt đường nhá, xem mặt đường là bao nhiêu mét. Mặt đường là bao nhiêu mét. Đó. Đây, đây là mặt đường của nó nhá. Nó giáp cái miếng 16 hecta 8 này. Đó, anh chị nhá. Đó. Đó. Đây, mặt đường này đường liên xã anh chị nhá. Đường liên xã nhá. Đó. Đó, đường liên xã ha. Rồi, bây giờ tôi sẽ chạy xe theo anh Hùng. Đó, anh theo anh Hùng để kiểm tra cái mặt đường của cái miếng 20 hecta này anh chị nhá. À, cái miếng này người ta bán rất là rẻ nhá, có 1 tỷ 1 trên 1 hecta thôi. Tôi không hiểu vì sao. Tôi cũng không hiểu vì sao luôn anh chị. Cái miếng của nhà chủ bên này nó bán 1 tỷ 6 trên 1 hecta, mà cái miếng bên này nó chỉ bán 1 tỷ 1 thôi. Thì đúng là mỗi chủ, mỗi gia đình nó có một hoàn cảnh khác nhau anh chị ha. Người thì ví dụ người cần bán thì người ta bán rẻ hơn một chút, người nào mà người ta chưa cần bán thì người ta bán mắc hơn một chút. Theo tôi nghĩ là như vậy. Chứ còn vẫn trên một cái giải đất này mà vẫn bằng trên giải đất này thổ nhưỡng như nhau, địa hình như nhau, mà sau này một người thì bán 1 tỷ 6 một hecta, một người bán 1 tỷ 1 một hecta, thì cái đấy mình phải đặt ra câu hỏi. Thật ra thì tôi làm những cái video này tôi làm rất là thực tế, tôi không có nói thêm lên những cái miếng đất mình bán được, tôi không thể nói thêm được. Tôi nói rất là trung thực nha anh chị nha, tôi nói rất là trung thực, rất là thực tế về cái mảnh đất tôi đang làm đó. Tránh trường hợp anh chị lên đầu tư mà nhầm lẫn thì lúc ấy công ty tôi cảm thấy có lỗi với khách hàng nhé, nên là tôi quay rất là thực tế. Còn sự lựa chọn là từ anh chị nha anh chị nhé. Tôi cũng hy vọng là mang những cái video rất là thực tế về những miếng đất, về những ngôi nhà. Nhà thì chúng tôi bán ít lắm, tôi chủ yếu là bán đất thôi đó. Nói chung về bất động sản cho anh chị được hình dung và thực tế, anh chị lựa chọn cho nó đúng cái nhu cầu của mình anh chị nhé. Rồi còn bây giờ thì mình mời anh chị đi nhé. Đây là bắt đầu này, bắt đầu từ đây này, đất 20 hecta bắt đầu từ cái cột bê tông này này và mặt đường nó đây nhá. Đó thì như anh Hùng anh vừa chia sẻ thì chúng ta có cao su già 20 hecta này, thì chúng ta chủ này á, người ta có trồng là cao su già này đó, cao su non và điều nhá. Đó, đây là phần cao su già anh chị nhá. Đó, cao su già này, đây là mặt đường của nó nhá. Mặt đường của nó thì anh Hùng nói là 500 mét mặt đường đấy, còn tôi thì phải thử đo con xem là bao nhiêu. Cái phần cao su non trước mặt chúng ta kìa, đây là phần cao su non. Đây là phần cao su non anh chị nhé. Cao su non này chắc tôi phải dừng ở đâu đó đoạn nào đó để tôi quay. Đây
Đây anh chị này. Đây vẫn là một chú nhá, vì 20 ha nó rộng lắm. Tôi quay lại cái đường tôi vừa đi. Đó, cái đường đất đỏ anh chị nhá. Đó, đây, đây là cao su già này. Còn đây là cao su non này. Đó. Rồi, đây là phần cao su non nhá. Thì vừa tôi anh Hùng vừa chia sẻ rồi. Bên cho cao su già, cao su non rồi tới điều. Bây giờ mình đi nhá. Đi nhá. Đó. Con đường này thì sau một mùa mưa là nó như vậy đó anh chị. Đấy, tôi cũng quay đường luôn cho anh chị xem. Cho anh chị nói là đường khó đi mà đưa tôi lên đất xem làm gì. Đó, mình phải quay hết sức thực tế nhá. Đó, hết sức thực tế từ đường, từ cây cối, tài sản trên đất là mình phải quay hết sức thực tế luôn. Đó. Rồi, đó, đây là phần cao su già anh chị nhá. Tôi đi xe hết sức là chậm chạp để cho anh chị xem chứ không chạy nhanh quá gió rồi là rung điện thoại anh chị không thể xem được. Đó. Đó. Tôi cũng rất là mong là mang được những cái video thực tế đến cho anh chị nhé. Còn con đường này thì huyện nó cũng đang đề nghị, kiến nghị là làm đấy. Làm để thông ra DT721 à, hay DT gì đó. Tôi cũng không có rành. DT này thì nó nối liền sang quốc lộ 13. Quốc lộ 13 của huyện Hớn Quản, huyện thị xã Bình Long anh chị nhé. Đó. À, cái phần cao su non này nó rộng hơn ở phần cao su già anh chị ạ. Đó. Đó. Đó anh chị nhá. Đó. Tôi quay rất là thực tế. Con đường này thì qua mùa mưa là nó như vậy đấy. Đó anh chị nhá. À phần điều là chắc bên trong rồi. Chắc bên trong rồi. À, tôi dừng xe nhá. Tôi dừng xe tôi quay lại một lần nữa cho anh chị xem. Cái vườn cao su già là anh vừa nói bao nhiêu ta? Bao nhiêu hết? Khoảng 4 hết. Có 4 hết cao su già anh chị ạ. Còn đâu là điều mía cao su non này này. Đó. Cao su cả 4 năm cũng 5 6 hết ạ. À vậy hả? Đó. Cao su trồng 3 năm này thì nó 6. Cao su này 3 năm này, nó khoảng 6 7 hết này. Còn cao su già là khoảng 4 hết này. Cao su đang cạo khoảng cũng 4 hết nữa hả anh ha. Đó, còn đâu là điều anh chị nhá. Đó. Đây mình quay lại một lần nữa, mình quay rất là thực tế cho anh chị xem. Ôi anh Hùng ơi, đất này phải khoảng cây rưỡi á, mặt đường á. Miếng này miếng khác rồi, cũng bảy bảy hết rồi, bá luôn. Ờ không, em đang nói 20 hết thôi. À, xin lỗi anh chị nhá, xin lỗi anh chị nhá. Thế thì mặt đường của chúng ta khoảng 500 mét thôi. Tôi tưởng cái miếng này nữa, miếng này của cái hộ dân khác rồi. Tôi chỉ quay miếng này thôi anh chị nhá, miếng này 20 hecta này. Đó, 20 hecta, đây, cột bê tông này phân giữa nhà bên này và nhà bên này. Tôi thì cứ tưởng cái miếng, tôi tưởng cái miếng bên này nữa thì đúng là cây số mặt đường của mình khoảng cây rưỡi mới đúng. Còn đây thì miếng trừ cái bên này thôi thì 20 hecta chúng ta khoảng 500 mét mặt đường là đúng đấy. Đúng đấy. Còn anh chị phải lên xem đất và xem sổ anh chị nhá. Rồi, một lần nữa mình nhắc lại nhá. Hiện tại thì cái vị trí mình đang đứng thuộc ấp Đồng Búa, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị nhá. Và giá bán của chúng ta diện tích của chúng ta là 20 hecta. Đó, còn giá bán thì chỉ có 1 tỷ mốt trên 1 hecta thôi. Nếu mà giá này thì chứ có chủ này bán giá này ở khu vực này thôi, không ai bán giá này cả nhé. Mình cũng hy vọng là anh chị lên và mua được những cái mảnh đất mà nó giá tốt như vậy. Rồi, mọi thông tin thì anh chị liên hệ cho mình qua số điện thoại 0918645130 anh chị nhé. Hoặc anh chị có thể truy cập website của công ty là cvtland.com. Cảm ơn chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của công ty đầu tư phát triển CVT Land để nhận được những video mới từ chúng tôi nhé. Xin cảm ơn.